Hey, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về Casio nha các bạn. Thì hôm nay là hướng dẫn cho các bạn cách sửa lỗi nha các bạn. Thì phần lớn nè, khi các bạn mở máy tính bấm on lên nè, thì cái máy tính của mình xuất hiện cái chữ chữ theo đúng lý là phải chữ chữ giờ đúng không ạ? Chữ giờ đúng không ạ? Mà ở đây nó xuất hiện chữ chữ G nè các bạn thấy không ạ? Xuất hiện chữ G nè. Theo đúng lý là phải chữ chữ giờ nha các bạn. Chữ giờ. Theo đúng lý là phải chữ giờ. Vậy để sửa lỗi nè, thì các bạn bấm nè, bấm mode nè, số 1 đúng không ạ? Thì nó phải xuất hiện lại chữ chữ giờ, mà ở đây các bạn thấy rõ ràng nó vẫn chưa xuất hiện thấy không ạ? Vẫn chưa xuất hiện nè. Thì cách cơ bản nhất là các bạn bấm shift nè, shift nè, 9 nè đó, và các bạn có thể chọn số 1 hoặc là số 3. Thì mình khuyên các bạn nên chọn số 3 đó, là mình quay về cái mặt đỉnh đó, số 3 bằng RC.